Trong những ngày này thì nhiều địa phương đang đẩy nhanh các hạng mục công trình chỉnh trang đô thị để phục vụ nhân dân đón Tết, trong đó tập trung cao đối với các công trình chỉnh trang hạ tầng đô thị. Công trình cải tạo vỉa hè đường Thân Công Tài, thị trấn Nánh đang được tập trung thi công. Từ nguồn ngân sách của địa phương, huyện Việt Yên đã đầu tư gần 15 tỷ đồng để chỉnh trang lại hạ tầng kỹ thuật của khu vực. Theo đó sẽ thực hiện lát đá toàn bộ hai bên vỉa hè tuyến đường trung tâm thị trấn với chiều dài mỗi bên 2,7 km. Triển khai thi công trong những ngày gần Tết nên các đơn vị thi công đã tập trung cao nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu buôn bán sinh hoạt của nhân dân. Đơn vị thi công cũng kết hợp với cả ban chính quyền địa phương là giải phóng mặt bằng và để triển khai thi công là nhanh nhất, là đi đến đâu là dọn dẹp đến đấy. Thì là cũng đến ngày hôm nay thì về cơ bản thì công trình là cũng đạt được tầm khoảng là 90% rồi. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Bắc Giang đã dành hơn 30 tỷ đồng để chỉnh trang hạ tầng đô thị. Nhiều tuyến phố khu vực được cải thiện hạ tầng, trồng thêm nhiều cây xanh. Ngoài nguồn ngân sách của thành phố, một số phường xã cũng đã dành nguồn ngân sách địa phương thực hiện chỉnh trang đô thị, diện mạo nông thôn trong dịp trước Tết Nguyên đán. Công trình đắt đá trồng cây xanh khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2 cũng vừa mới hoàn thành sau hơn một tháng tập trung thi công. Hơn 3.000 m2 vỉa hè được đắt đá, trồng mới hơn 200 cây xanh với hệ thống đèn chiếu tạo nên điểm nhấn cho khu vực này. Công trình này là để phục vụ Tết Nguyên đán nên là công ty là ưu tiên máy móc nhân lực. Những thời cao điểm này tập trung máy móc mấy nhân công trên công trường 5-60 người là thi công ở tất cả các hạng mục để đảm bảo cho nó công việc nó hoàn thành theo đúng tiến độ. Trên các công trình chỉnh trang đô thị, các đơn vị thi công đang tập trung số lượng lớn nhân lực, thiết bị máy móc để hoàn thành công trình. Thời điểm này, nhiều công trình chỉnh trang đô thị đã hoàn thành, kịp đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Việc đầu tư chỉnh trang đô thị ở các địa phương đã tạo điểm nhấn, đem lại một diện mạo mới cho đô thị khang trang, sáng xanh, sạch đẹp hơn trước thềm xuân mới.